sang làm ăn ở biên giới bên kia, sau đó rồi nó bán thì chúng ta không có. Nhưng chúng ta là địa bàn trung chuyển, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ, rồi các cái nhà cho thuê trọ, rồi các cái cơ sở tầm quất, massage. Các đồng chí tôi với các đồng chí ở PC45 và phòng cảnh sát hình sự cũng đã làm rất nhiều rồi. Đối tượng sau khi môi giới là, xin nói các đồng chí, các ông các bà, là sẽ thông qua trung gian, thông qua các cái nhà trọ, nhà cho thuê để môi giới trong những cái địa bàn là địa bàn đối tượng sẽ chọn là địa bàn để trung chuyển, để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình thực hiện về tình hình buôn bán thì báo cáo chí là trong thời gian vừa qua thì việc mua bán người xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh thành, và cái việc mua bán nếu trước năm trước đây chúng tôi làm thì chỉ có mua bán của nữ sang nữ. Thế nhưng đến thời điểm này thì báo cáo các ông các bà là việc mua bán người nó diễn ra rất phức tạp, không chỉ phụ nữ và cả nam giới, rồi trẻ sơ sinh, rồi hai là về tình trạng bán trẻ sơ sinh, rồi bào thai, rồi các bộ phận trên cơ thể, rồi đẻ thuê, hợp đồng thuê mướn để mua bán cháu nhỏ ngay từ trong bụng. Và trong đó thì báo cáo với các ông các bà là theo đánh giá chung trên cơ sở khoa học và đánh giá phân tích thì đã 70% là số mua bán, sau khi mua bán xong phụ nữ thì là thực hiện giao dịch xong là đưa ra nước ngoài, và đến 70% là sang Trung Quốc. Ông các bạn có những trường hợp xin nói là sau khi đi bán xong đó quay trở về, xin nói là cái tí nó phần tồn tại và nguyên nhân thì tôi những cái bất cập trong công tác này tôi sẽ nói, nhưng mà khi sang Trung Quốc có những trường hợp sau xin nói về đến bây giờ không nhớ bố nhớ mẹ, gia đình xin nói các đồng chí là bây giờ nó cái hòa nhập cộng đồng cũng rất khó khăn. Về đối tượng thì báo cáo các đồng chí là đối tượng thì hiện nay chủ yếu thì chúng tôi theo công an thành phố chúng tôi xác định có 4 nhóm đối tượng. Một là cái nhóm đối tượng có tiền án chuyên nghiệp trong lĩnh vực buôn bán người cũng như đối tượng trộm cắp, cướp giật đều phải có chuyên nghiệp. Bây giờ xin nói với các bà, chúng ta bình thường thế này bảo làm một cái việc đấy rất khó khăn, nhưng đối tượng chuyên nghiệp thì nó sẽ khi thậm chí nó có tiền án hình sự, sau khi ra tù về nó lại móc nối trở lại, nó lại làm cái việc đấy. Nó cũng như một cái người lao động bình thường thôi, tội phạm cũng vậy. Cho nên là trong quá trình điều tra truy xét về trong quá trình quản lý là những đối tượng thân nhân xấu về từng lĩnh vực một là lực lượng công an, và những đối tượng và tham gia cái việc này báo cáo chí là theo đánh giá thống kê thì đến gần 30% đối tượng tham gia việc mua bán người, tổ chức mua bán người là có tiền án, đã có tiền án thì chúng ta từng tham gia những cái việc này, sau khi ra tù trở lại cộng đồng là lại tiếp tục thực hiện. Thứ hai nữa là đối tượng thường xuyên là buôn bán rồi giao dịch vận chuyển qua biên giới. Biên giới gồm có biên giới Tây Nam, biên giới Trung Quốc và có thể đường không ra các nước ngoài. Trong đó là 70% là sang biên giới Trung Quốc. Đối tượng thường xuyên, thậm chí có những đối tượng là trước đây đã bị bán sang, các đồng chí ở PC45 trước đây chúng tôi cũng đã làm rồi, sau khi bán sang bị lừa xong về quay trở về là trước đây thì là bị hại, nhưng sau đó lại là đối tượng lại lừa người khác để lấy tiền, lừa cả anh em ruột thịt để lấy tiền sang bán người thân của mình sang bên kia để lấy tiền. Cho nên nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đối tượng thường xuyên đi lại trên tuyến biên giới và qua biên giới, rồi có mối quan hệ làm ăn ở bên đó, sang bên đó làm ăn, rồi có mối liên hệ với số đối tượng người Việt cũng như pháo. Xin nói các chị cô các bà là chúng tôi làm pháo là khi ở biên giới là xin nói là đến Tết về là toàn bộ số hàng thì người chủ hàng là đều được Trung Quốc người ta thưởng, rồi người ta chúc mừng Tết bằng pháo đấy. Về Việt Nam là vi phạm pháp luật, nhưng bên đấy nó không có và nó cho sang bên này, và trong thùng hàng nó đóng sẵn để lên trên đấy rồi. Cho nên là tất cả những cái đối tượng và liên quan đến buôn bán người có cái liên quan làm ăn đi lại ở biên giới Trung Quốc, và các đồng chí là chúng tôi cũng đưa vào. Nhóm thứ ba là nhóm những đối tượng mà lợi dụng các cái việc đường dây xuất khẩu lao động đi các nước như Đài Loan, Philippines, rồi Trung Quốc, thậm chí tới vừa rồi là có cả sang châu Phi, cũng có trình báo về Báo cáo không? Như vậy là những cái đối tượng có điều kiện để thực hiện hành vi này, để đưa người sang, để số người khi bán sang xin nói là một là bán dâm, hai là bóc lột sức lao động, ba là mua bán nội tạng. Những cái đó thì báo cáo đồng chí là như vậy các cái, và ngoài ra thì còn các trung tâm. Các đồng chí trước đây PC45, các đồng chí lúc đó tôi ở Long Biên, các đồng chí cũng đã biết rồi là cái trung tâm là nuôi trẻ nhỏ ở chỗ chùa Bồ Đề, rồi các cái cơ sở khác, rồi ở các cái trung tâm môi giới việc làm. Và ở miền Bắc thì trước đây là tôi cũng đã làm, khi tôi làm trưởng trường thì sẽ nói các đồng chí là lúc đó mình không biết đâu, còn nó có khoảng 7-8 cái xe, 6-7 chục các cháu nó lên thuê khách sạn, nhưng thực ra là để đi tuyển vợ số đối tượng Hàn Quốc đấy. Tuy nhiên cái thời điểm này thì chúng ta, thời điểm này cái hình thức đấy nó cũng đã đỡ đi nhiều rồi, nhưng nó vẫn còn lén lút, nó vẫn thực hiện. Ở nhóm người thứ tư là cái nhóm người mà liên quan đến kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Số nhân viên karaoke, số nhân viên tẩm quất, massage, rồi số gái dịch vụ. Và cái số đối tượng này nó quản lý ở đó, và khi nó quản lý các cái cơ sở này thì nó sẽ có cái nguồn, có đối tượng để nó tác động, để thực hiện hành vi phạm tội. Và các nhân viên khi được tuyển vào đây là khi làm như vậy. Và cái này xin nói các đồng chí, ở cái cơ sở này là không phải chỉ có theo thống kê là tôi cho qua thực hiện đấu tranh, thì kể cả ở thành phố, kể cả vùng có trình độ cao nhưng mà bỏ học nêu lỏng, các cháu bỏ học nêu lỏng. Tôi có 5 năm làm đội trưởng điều tra ma túy, xin nói các ông các bà là khi mà đối tượng dùng ma túy thì nó phức tạp lắm, thành phần nó đa dạng lắm, và một cuộc sinh nhật cũng là một cái cuộc sử dụng ma túy, mua ma túy vào sử dụng, pha vào bia, vào rượu. Bố mẹ ông bà thì cứ tưởng là tổ chức sinh nhật nhưng là tổ chức sử dụng ma túy. Cho nên cái tại cái cơ sở kinh doanh nhạy cảm này, số và liên quan đến karaoke, đến tầm quất massage này cũng có không ít số bỏ học, lêu lỏng, ăn chơi đua đòi. Về đấy là về đối tượng là tham gia. Còn về địa bàn thì báo cáo với các ông và các bà là như vậy là cái mua bán người thì cái địa bàn nó vẫn chọn chính là những cái địa bàn vùng nông thôn, vùng biên giới, giáp. Tuy nhiên chúng ta ngay từ đầu tôi nói chúng ta là địa bàn trung chuyển, có những cháu khi nào lúc đầu thì chỉ ở Thanh Hóa ra thôi, ra đây sau rồi làm ở tầm quất massage xong một thời gian là những đối tượng nó lừa bán đi. Thứ hai nữa là có những trường hợp là ra đây thì thuê nhà, lúc đầu thì đi làm bán hàng các thứ, nhưng sau đó rồi đua đòi sử dụng ma túy, rồi việc này việc khác nó không giữ được. Và thứ ba nữa là như vậy ngay từ đầu tôi đã nói là chúng ta là tới đây chúng ta đang cái tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Hiện nay trên Hoàng Mai thì có thể 2-3 triệu một cái nhà cho thuê trọ, nhưng chúng ta chỉ có 1 triệu, hơn triệu thôi. Rồi hai là lực lượng thì cũng mỏng, công tác quản lý phải nói là tí nó phần tồn tại. Trong cái tồn tại là công tác đảm bảo an ninh trật tự có cái phần tồn tại liên quan đến mua bán người thì chúng tôi sẽ nói, nhưng công tác quản lý nhà nước cũng rất yếu, cho nên đối tượng vẫn lợi dụng các cái cơ sở này. Vừa rồi chúng tôi có một cái thông tin về việc nhà báo, nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng đang xác minh về việc nó đối tượng nó dùng ở đó để nó muốn bán nội tạng, nó điều người bị hại từ Quảng Ninh lên đây, rồi bản thân nó cũng không bao giờ trực tiếp, đều phải chọn các cái nhà cho thuê trọ, và khi xảy ra việc là nó biến mất hết, không còn giấy tờ gì cả, và đây là phương thức thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Cho nên là địa bàn của báo cáo chỉ là đối với chúng ta như vậy. Về nạn nhân thì báo cáo các đồng chí là vì sao cái mua bán người nó vẫn còn đang nhức nhối, nó vẫn còn nhiều tội phạm, và càng ngày nó càng tinh vi. Trong đó có một phần nguyên nhân rất quan trọng, đó là xuất phát từ nạn nhân. Xuất phát từ nạn nhân thì báo cáo với các đồng chí là nạn nhân của tội phạm mua bán người, mặc dù đến thời điểm này nó có cả trẻ sơ sinh, có cả nam giới nữa, thế nhưng báo cáo với các ông các bà là đến 96,7% theo thống kê khoa học của bộ thì là phụ nữ vẫn là đối tượng chính trong cái là đối tượng chính của tội phạm mua bán người đó nhằm vào. Trong đó thì báo cáo thấy là người dân tộc thiểu số thì ở cái vùng cao thì nó chiếm khoảng 80%. Cho nên là chúng ta ở đây các cái cảm nhận về cái việc này nó cũng chưa phải là sâu lắm. Những cái nỗi đau về cái mua bán người nó cũng chưa đến. Tuy nhiên ở những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng dân tộc ít người rồi điều kiện kinh tế khó khăn, rất khó khăn chứ không phải khó khăn, thì cái tội phạm nó đang hoạt động. Thông qua cái việc này thì chúng ta nhận thức, chúng ta chia sẻ, rồi chúng ta cũng không phải là không có. Ví dụ như các cháu số dân tộc ít người, số người lao động ở các cái vùng sâu vùng xa, họ về cái này họ muốn có một cái thu nhập nó cao hơn. Nhưng khi về cái này ở trong một cái môi trường như thế này, nếu như họ được tuyên truyền, họ được vận động, tôi nghĩ nhận thức họ sẽ hơn. Và cái việc mua bán đấy nó không chỉ diễn ra ở ngay cái nơi họ ở, mà có khi nó ở ngay tại cái nơi mà người ta đến đây người ta hy vọng có cơ hội bằng cuộc sống. Và cái việc tuyên truyền này, xin nói các đồng chí, nó sẽ có ý nghĩa rất là sâu sắc, rất là có ý nghĩa nhân văn, để các đồng chí nào phụ nữ báo cáo các đồng chí hội phụ nữ là với các đồng chí thành phố là Thanh Trì thì cũng ruộng nương thì cũng đang sắp hết, tốc độ đô thị hóa thì cũng đang nhanh. Tôi đi nói chuyện nhiều rồi, các đồng chí ở đây có khi mấy bác và có khi cũng khá nhiều bác là có nhà thuê trọ. Thôi bây giờ cũng không làm gì, ra đồng ra ruộng nó cũng không được nữa rồi. Cho nên là thuê trọ, và cái số thuê trọ thì nó sẽ có đối tượng không phải đối tượng này, còn trộm cắp, còn cướp giật. Như tôi đã nói rồi, có một bác ở Thanh Hoai là xây cho 3 cái nhà để cho thuê, thì đến khi mà chúng tôi vào bắt cả 3 nhà đều thuê lãi. Nhưng mà vì già rồi, hai nữa là thôi vùng sâu vùng xa có mấy đồng cả khai báo gì cả. Nên là về phần nạn nhân thì như vậy, và số độ tuổi thì dưới 30 tuổi là chiếm khoảng độ 85% số buôn bán. Đây là số lao động, có thể nói là đây là số đang là lao động chính, nhưng đối tượng nó nhằm vào khi đó các ông các bà đến 560, các đồng chí PC45 là 560 còn bán không thì cũng không biết, nhưng mà đối tượng là dưới 30 đang là lao động chính của chúng ta. Từ việc lao động bóc lột sức lao động đến rồi bóc lột tình dục, rồi hai mua bán làm vợ, rồi kể nó vẫn chọn những cái người nó là cái lực lượng, có thể nói là gọi là lực lượng lao động chính trên mọi lĩnh vực của chúng ta. Tuy nhiên trong số đó thì báo cáo với các ông các bà là đến 85% là điều kiện khó khăn. Những cái người mà bị đối tượng nó nhằm vào thì đến 85% là gia đình khó khăn. Chúng ta hình dung ra, các bác ở đây thì cũng chưa hình dung ra đâu, chúng ta được hộ nghèo với cận nghèo ở đây so với cái số này thì xin nói rằng các ông các bà chúng ta không hình dung được. Cho nên là cái nỗi đau và nỗi khổ nó chồng lên nó rất nhiều. Chỉ có những đồng chí nào làm án, những đồng chí nào chứng kiến được cái cảnh mà những cái chị mà sau khi đi bán Trung Quốc, xin nói về gặp bố gặp mẹ nói tiếng Việt chưa xong, lúc đó chúng ta mới cảm nhận hết. Còn chỉ có nói chuyện không thế này cũng chưa hết được. Cái cảnh bị bán đi, rồi cái cảnh bị giày vò, rồi hai là xa nhà, đến khi về bố mẹ mình nhìn thấy nhau chỉ bằng cảm nhận thôi, cũng chưa dám nhận thật. Lúc đó chúng ta mới cảm nhận thấy. Và trong cái số này thì báo cáo các ông các bà là đến gần 40% là không biết chữ, và khoảng 50% thì mới tốt nghiệp cấp 1 và cấp 2. Cho nên là tại sao cái số này thì công an việc làm rất khó khăn. Chúng ta ở đây xin nói các ông các bà, tôi đi nói chuyện về an ninh trật tự rất nhiều rồi. Như vậy là cái gắn đây này, chúng ta ở đây này, nếu ngày mai mà chúng ta không, các con các cháu mà chúng ta không tuyên truyền, không phòng ngừa, nó vi phạm pháp luật, rồi có một cái nhận xét vào đấy là không có việc làm nào. Ngày xưa đánh nhau xong rồi xin lỗi không thôi, nhưng bây giờ xin nói là đánh nhau xong rồi, kể cả anh em ruột thịt rồi thúc bá rồi lộn cọc là bằng được phải cho ra tòa, và ngày mai không một bản án, không còn cơ hội nào như này. Và sẽ quay trở lại cái đối tượng như thế này để các cái đối tượng. Vừa rồi chúng tôi làm một số các cháu mà bỏ gia đình đi rồi tố cáo là bị dâm ô rồi quan hệ tình dục sinh nói mới 15, 16 tuổi. Đã bỏ đi mấy ngày mấy đêm. Gia đình không quản lý rồi. Để nhìn từ cái chỗ này này, nhìn từ những cái người không biết chữ này, nhìn từ những người trình độ chỉ có như thế này, để chúng ta phòng ngừa, để chúng ta nâng cao cái phong trào, để chúng ta tuyên truyền cho con cháu mình không vi phạm. Còn nếu chỉ nhìn vào cái số này liên quan đến mua bán người là không bán của mình, nhưng nếu nhìn sâu vào, cho nên là tôi mỗi một cái khi mà giải quyết các vụ việc và hai là khi đi tuyên truyền tôi vẫn nói rồi, nếu vi phạm pháp luật là cơ hội xin việc làm rất khó khăn, rất khó khăn và rất khó khăn thì sẽ trở lại cái nội dung bị đối tượng hình sự nó lôi kéo, bị đối tượng ma túy nó lôi kéo đi vào con đường ma túy, đi vào con đường cờ bạc, và bị những cái đối tượng như liên quan đến mua bán người này nó sẽ tận dụng cơ hội. Cho nên việc mua bán người mặc dù nó diễn ra ở những cái vùng sâu, vùng xa, nhưng ở chúng ta cũng có. Và cái có này nó hiện hữu ở tất cả các thôn xóm, ở các ngõ ngách. Cho nên là tại sao các kỳ thi vừa rồi, kỳ thi phổ thông cơ sở như kỳ thi nó như là một cái cuộc hành, như một cuộc trường trinh, thì chúng ta đã nhận thức, và cái nhận thức đấy mới chỉ là bước đầu thôi, vẫn còn phải hơn nữa. Chúng ta mới nhận thức làm sao các cháu nó phải có công ăn việc làm để có đi học. Nhưng mà báo cáo với các đồng chí là ở đây thì hôm nay các đồng chí là đều là, nhưng mà khi mà tôi họp về an ninh trật tự, khi làm tôi trưởng phường rồi tôi đi tuyên truyền về phòng chống trộm cắp là có những nơi báo cáo các đồng chí lãnh đạo toàn các cụ già đi nghe, cử người đi nghe, cái người cần được nghe thì không được nghe, cử người đi nghe. Xin nói các đồng chí là khi về là phải dắt tay ra cùng vấp vào cửa nhà để đã. Nhưng mà nghe nếu thật sự nó đem đến cho mình những cái lợi ích, cho mình, cho con mình, cho cháu mình, tôi vẫn thấy họ lắng nghe. Nhưng nếu được những người mà người ta thật sự cần quan tâm hơn thì cái hiệu quả sẽ cao hơn, chắc chắn là sẽ cao hơn. Và sau khi nghe xong thấy nó có hiệu quả, và tôi cũng nói ngay từ lúc trong các cái cuộc, không phải chỉ có cuộc này đâu, và tất cả các tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm với rất nhiều là nếu mà nghe xong và mình thấy rằng là nó có ích cho mình thật sự thì mọi người sẽ nghe. Còn nếu nghe xong để về tuyên truyền cho một người ai đấy sau đó thì nó không phải, đầu tiên từ mình ạ. Nếu mình không ngấm vào, mình không thấy rằng cái này nó thiết thực cho con mình, cho cháu mình, thì nó cũng sẽ không thiết thực cho hàng xóm đâu. Và tất cả những đồng chí mà đã trực chiến đấu rồi, hai là trực tiếp đấu tranh, thì những cái trong quá trình giải quyết những cái tình cảm của con người, những cái nỗi đau rồi những việc này thì khác, nó người ta được cảm nhận thì lúc đó truyền tải nó hết rồi. Còn nếu chỉ là một cái báo cáo đơn thuần thì nó cũng chưa hết. Thế thì báo cáo đồng chí là về thành phần thì như vậy. Và còn một cái thành phần cuối cùng nữa là số giới trẻ thích hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, không có việc làm ổn định. Thì báo cáo đồng chí là cái này nó sẽ liên quan, ngay từ đầu tôi đã nói của chúng ta. Cái số thanh niên thiếu niên hư, báo cáo đồng chí là về chuyên đề thanh niên hư, xin nói các lúc nào tôi sẽ có điều kiện nói với các đồng chí là thanh thiếu niên hư, các cái cơ chế hình thành nó từ lúc 8-9 tuổi rồi, không phải 11, 12, không phải ngày mai lên cấp 2, ngày kia lên cấp 3, lúc đấy nó mới hư. Cơ chế hình thành nó bắt đầu từ khi nó bắt đầu hút thuốc và độ tuổi. Các cái chuyên gia, đây là bộ môn, đây là khoa học, chứ không phải là chúng tôi chỉ gắn với thực tiễn thôi. Nhưng những nhà chuyên gia, và hai là nó bắt đầu từ 7-8 tuổi rồi. Không phải hôm nay là chúng ta lo làm sao bằng được nó phải vào cấp 2, bằng được nó phải vào cấp 3. Nhưng cái nhân cách của nó đã bị tác động, nếu nó hư từ lúc đó. Và các cái chuyên đề này thì sau này có thời gian thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn với các đồng chí. Thế thì báo cáo đồng chí là về tình hình thì thứ nhất là địa bàn, rồi tính chất, đối tượng, và đặc biệt là số nạn nhân. Thì tôi cũng đã điểm qua thì báo cáo đồng chí là có thể nói là cái mua bán người thì nó ở trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn địa bàn huyện nói riêng, và thành phố thì có thể nói là cái phong trào rồi cái hiệu quả công tác đấu tranh cao, và chúng ta từ đó thì thông qua kết quả đấu tranh thì chúng ta cũng chưa phát hiện những ổ nhóm nó gây nhức nhối, và cái công tác tuyên truyền của lực lượng chuyên của công an thành phố cũng như các cái hộ thì các đồng chí đã nhận thức được rồi. Hai là tổ chức tuyên truyền, thứ ba nữa là cái cùng với cái phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương thì nhận thức của người dân nó cũng đã được nâng lên một bước. Tuy nhiên thì báo cáo các đồng chí là về thực trạng thì chúng tôi thấy có 6 cái nguyên nhân mà thông qua đấu tranh rồi, hai là thông qua cái tổng kết khoa học thì chúng tôi đánh giá một là công tác tuyên truyền thì còn hạn chế và cái hình thức tuyên truyền thì nó chưa phù hợp. Cái tuyên truyền đó các đồng chí là có thể có một cái cuộc tuyên truyền là chủ yếu là đọc diễn văn, sau đó các người phân công người này lên báo cáo để tôi lên báo cáo, nhưng những cái thẩm thấu vào suy nghĩ để làm sao mỗi người sau này trở thành một cái chiến sĩ an ninh trên cái mặt trận này. Đây là công tác đảm bảo an ninh trật tự, và công tác đảm bảo an ninh trật tự này ở một lĩnh vực này nhưng nó ở trên một thế trận chung thì công tác tuyên truyền, xin nói các đồng chí, cũng mức độ. Thứ hai là hình thức tuyên truyền không phong phú, cho nên là và cái đối tượng được tuyên truyền đến, xin nói các đồng chí, ví dụ như các cái trường học rồi các cái trung tâm đào tạo rồi số thanh thiếu niên mà ở cái độ tuổi dưới 30 mà được nghe cái nội dung này, nếu mà đến trong hội nghị như này dưới 30, theo tôi thống kê là 80% là mua bán người là dưới 30, mà cái đối tượng mà được nghe mà tất cả số người đến nghe đều dưới 30 mà là những cái người làm cốt, xin nói bằng ý rất nhiều. Nhưng ở đây là toàn 60, toàn gấp đôi rồi, cho nên là cái độ tuyên truyền về sau thì nó cũng sẽ giảm đi một tí, nhưng mà nó vẫn có hiệu quả nếu như chúng ta thấy nó thiết thực. Chúng ta về nói lại với con mình, với con dâu mình, con gái mình, cháu mình, nó cũng vẫn có thiết thực và với cái hội viên của mình. Nhưng cái tuyên truyền đến cái đối tượng thật sự, và xin nói tôi là người phòng chống tội phạm, xin nói đồng chí có những cái tầm quất massage 10-15 đứa, xin nói không đồng chí, vào nhếch nhác lắm. Đối tượng đấy là mình phải tuyên truyền nhưng mình cũng chưa đến được, xin nói không, đến thì không biết nó làm cái nghề gì đâu. Các ông các bà ở đây lương tháng mấy triệu mà được cầm cái điện thoại đen trắng rồi, nó có mấy ngày thay cái điện thoại, nhìn đã không muốn nói chuyện. Và đối tượng đấy đang là đối tượng tuyên truyền thì cái công tác tuyên truyền, xin nói các đồng chí, vẫn là không phải chỉ có việc này mà còn rất nhiều việc. Tôi xin nói các đồng chí là tôi đã làm cái phòng ngừa trộm rồi, trộm hiện nay trên địa bàn chúng ta đang là đặc sản, chỉ cần mọi người đi ngủ là khóa xe thôi, nhưng mà xin nói các có những cháu về đến đầu nhà bắt chống quạch cái vứt cả khóa, không cần phải khóa cổ, không cần phải rút chìa khóa, chạy vào trong nhà ăn cơm tí chạy ra mất xe lên công an báo. Cho nên là cái nhận thức rồi cái tuyên truyền nó như thế. Và xin nói các đồng chí công an của các xã là hiện nay đang gửi cái thông báo đến đồng chí bí thư, đồng chí tổ trưởng ký, thế nhưng mà xin nói các đồng chí ký, các đồng chí nói, nhưng mà đến từng người một, xin nói các có những nhà cho thuê trọ, xin nói các ông các bà vào vứt nhà trọ xe từ đầu đến cuối. Cho nên là cái tuyên truyền của nhiều lĩnh vực, không phải những ngày đâu, chúng ta cũng vẫn còn đang mức độ. Và đặc biệt là cái tuyên truyền đối với mua bán người ở nhóm nguy cơ cao thì chúng ta chưa thể làm. Ví dụ như cái số mà tiếp viên, số mát xa, số ấy thì là số nó nguy cơ cao, và chúng ta tiếp cận được chỗ đấy, chúng ta tuyên truyền những người này, tôi khẳng định luôn là hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng ai làm ở lúc nào đối tượng nghe không? Đấy là về câu hỏi. Vấn đề thứ hai là công tác tố giác tội phạm đối với mua bán người thì báo cáo các bà các đồng chí là chủ yếu là do người bị mua bán, sau đó về tố cáo. Còn thực tế là tố giác tội phạm rồi tố giác những biểu hiện như vậy là hầu như tôi không nhận được tin báo về người. Không phải tôi là với tư cách là mà là công an huyện rồi các hệ thống chính trị. Vừa rồi chúng tôi có được nhận được phản ánh về cái bạo hành trẻ em thì có thể nói cái dư luận xã hội rồi những cái đòi hỏi nó cao, có những trường hợp là bố mẹ ở nhà đánh đến nhà trường và cô giáo báo cáo và chúng tôi vào cuộc. Có những trường hợp là về nhà rồi nhưng đến trường thì nhà trường phát hiện ra là ở nhà đánh, chúng tôi vào cuộc. rồi có những trường hợp là ở khu dân cư có gì đó báo cáo lên. Như vậy là cái hiệu ứng ở lĩnh vực đó thì rất cao, nhưng hiệu ứng ở lĩnh vực này nó cũng còn mức độ, nó cũng còn mức độ. Vấn đề thứ ba là công tác cái công tác hòa nhập cộng đồng, rồi cái mặc cảm của nạn nhân. Các đồng chí phải lúc nào có những cái thôn xóm mà có những các cái cháu nó bị bán đi Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng sau về khi về nó mang hai đứa con toàn nói tiếng Tàu. Tôi xin nói các đồng chí là vận động vô cùng khó khăn. Bây giờ đường lối bia nhập khẩu là chắc chắn là không được rồi, công ăn việc làm, tất cả những cái rào cản về chế độ chính sách, về việc này việc khác ở đến lĩnh vực này. Chúng tôi ở trưởng vừa mà tôi biết là cực kỳ khó khăn. Vấn đề thứ tư là cái đội ngũ làm công tác còn thiếu, và người ta đánh giá là chủ yếu là kinh nghiệm. Đến thời điểm này báo cáo với ông bà là tôi trước là trưởng vừa rồi là thành viên ủy ban thì cũng biết rồi, có những bác trên đầu đội đến 50 mũ các chị ạ, đội đến mấy cái mũ liền, mũ mặt trận, mũ chữ thập đỏ, mũ dân số, rồi nhiều mũ lắm. Nhưng cán bộ chuyên trách chuyên sâu thì không có nhiều, và chính vì thế cho nên là cái nhận thức rồi các cái tuyên truyền, cái trách nhiệm. Rồi còn tôi chưa nói là cái hiện tại nó cùng với tốc độ đô thị hóa thế này, hôm nào tôi đã nói chuyện với các đồng chí rồi. Nếu trước đây 10 người thì là 9 người họ hàng mình, nhưng mà tới đây là 10 người thì còn có 4 người họ hàng thôi, còn 6 người từ nơi khác đến, nói nó khó lắm. Mấy cái thằng cháu mình ở đây thì ngày xưa này thấy ông thấy bà thấy bác trưởng họ là ngồi ngay ngắn rồi, nhưng bây giờ xin nói vào là vặn nó nhông. Cho nên là cái đội ngũ cán bộ cũng đang, các đồng chí đang có phần. Thứ nhất là phần đào tạo chuyên môn không có, phải kinh nghiệm nhiều việc, nhưng bản thân công việc hiện nay cũng đang rất khó khăn. Vấn đề thứ 6 là cái cơ sở vật chất, thì báo cáo các bà là cái này là liên quan đến các trung tâm. Và vấn đề thứ 7 là cái công tác đấu tranh và xử lý. Trông như thế thôi nhưng mà chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng chúng ta không phát hiện ra không phải nó cũng có, chúng ta không phát hiện ra, và chúng ta đánh giá nhận thức rằng là chúng ta chỉ phát hiện ra do họ trình báo, cho nên là cái tiềm ẩn sâu đằng sau cái chất lượng của phong trào của chúng, của chất lượng của công tác đấu tranh kể cả người công an, chúng tôi cũng xác định là còn nhiều, và cái diễn biến này nó đòi hỏi chúng ta còn phải làm nhiều thì nó không như vậy. Về cái phương hướng trước mắt thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi cũng đánh dựa trên các cái báo cáo chung, rồi hai là dựa trên cái tình hình chung của địa bàn, và gắn với công tác mua bán người, phòng chống mua bán người với công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, và công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào của chúng ở cái an ninh tổ quốc trên địa bàn, làm sao chúng ta xây dựng một cái thế trận an ninh vững chắc, không phải chỉ lĩnh vực mua bán người mà còn rất là nhiều cái chuyên đề, và các cái chuyên đề này nó đều đem lại cho chúng ta một cái cuộc sống bình yên để có cái điều kiện phát triển kinh tế văn hóa xã hội, cũng như là để các cháu nó rồi các anh các chị rồi các cái gia đình nó được hòa nhập, và hai nữa là được phát triển cùng với xu thế. Thì báo cáo chính là chúng tôi có mấy cái đấy, có 6 cái đề xuất. Một là tiếp tục phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và nhân văn. Ngay từ đầu tôi nói là hình thức hiện nay vẫn còn đang khô cục, và đối tượng để chúng ta tuyên truyền vẫn còn đang hạn chế, nó vẫn còn đang có. Thì các cái này sau này các đồng chí cũng sẽ nghiên cứu làm sao đó có một cái các cái hình thức nó tuyên truyền, rồi đối tượng tuyên truyền, và trong đối tượng tuyên truyền thì chúng ta phải chọn đối tượng có nguy cơ để làm tuyên truyền. Chúng ta cũng chọn đối tượng chúng ta chọn đối tượng lòng cốt là đúng rồi, nhưng đồng thời chúng ta phải chọn đối tượng nguy cơ là mục tiêu để chúng ta phải tuyên truyền. Trong đó thì tập trung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và cách thức phòng chống tội phạm nói chung, và trong đó có mua bán người, phối hợp các ban ngành đoàn thể để theo dõi và kịp thời nắm các diễn biến tình hình để kịp thời có cái báo cáo. Vấn đề thứ hai là phải tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Và trong đó, trong quản lý về nhà nước an ninh trật tự thì một là quản lý nhân hộ khẩu. Trong quản lý nhân hộ khẩu thì quản lý số đối tượng từ nơi khác đến đây. Thứ nhất là hoạt động phạm tội. Thứ hai là đối tượng có nguy cơ liên quan đến mua bán người. Ví dụ như vùng dân tộc ít người, không có trình độ văn hóa. Tại sao nó đến đây nó chả có cái văn hóa nào cả, mà tại sao nó đầu xanh đầu đỏ, nó đổ điện thoại liên tục. Quần áo xin nói mình mặc mấy năm mới thay nhưng nó quần áo cũng đông. Toàn đi đêm về hôm. Đi đêm về hôm. Và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự hiện nay, trong đó quản lý nhân hộ khẩu hiện nay chúng tôi đang tốc độ đô thị hóa. Xin nói chúng ta hiện nay trên địa bàn, nếu những năm trước đây chúng ta chỉ có vài trăm thôi, nhưng giờ này chúng ta có đến hàng nghìn cái nhà trong thuê trọ. Số nhân hộ khẩu di dịch cư từ các tỉnh về đây họ sẽ chọn chúng ta. Thứ nhất là địa bàn rộng, giá thuê rẻ, đi nó không sang. Chúng tôi làm có những cái vụ ma túy xin nói các đồng chí nào đó. Và hai nữa là chúng ta đang đánh giá là số đối tượng từ tỉnh ngoài, nhưng đối tượng từ trong ra đây và đối tượng có tiền án tiền sự về việc này, nó mượn các cái nhà cho thuê trọ của chúng ta làm nơi giao dịch về mua bán người, về ma túy, về trộm cắp, cướp. Sau khi gây án xong lại về trên phố. Sau khi gây án xong lại quay trở về Nam Định bình thường. Cho nên là công tác quản lý nhân hộ khẩu. Và thứ hai nữa là quản lý các ngành nghề. Hiện nay báo cáo ông công và nó đang đặt lên những cái địa bàn đô thị hóa. Trong quản lý ngành nghề thì báo cáo ông chí là quản lý cơ sở lưu trú hiện nay là rất quan trọng. Trong cơ sở lưu trú thì có nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho thuê trọ. Thì trong đó chúng tôi vẫn nói là nhà cho thuê trọ. Còn nhà nghỉ xin nói các đồng chí, các ông các bà, các bác ở đây là trên kia là có những quận, có những cái phường là người ta khoảng 6-7 những cái nhà khách sạn. Thì chúng ta cả huyện mới có hơn 50 cái luôn, không nhiều, nhưng nhà cho thuê trọ thì hiện nay chúng ta đang rất là nhiều. Và đây là đối tượng chúng ta phải tập trung được quản lý, không để đối tượng mua bán người, đối tượng hình sự, đối tượng kinh tế, rồi đối tượng hình trộm cắp, ma túy về lợi dụng. Vấn đề thứ ba là phải quan tâm hỗ trợ cho cái và giải các giải pháp đồng bộ cho cái nguồn lực và xã hội. Công tác hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người trở về rất khó khăn đấy. Những cái trường hợp mà nước ngoài về chúng tôi đã làm rồi, xin nói đó công an bà hộ khẩu như thế nào, rồi hai nữa là có những mẹ sau khi đi về, trước đi các đồng chí cảnh sát khu vực cắt treo rồi bây giờ về có nhập được không. Rồi hai là công ăn việc làm, xin việc làm, rồi quốc tịch, rồi chứng minh thư, rồi hộ khẩu, giấy khai sinh. Rất khó khăn. Tôi có hơn chục năm làm việc rồi, khi giải quyết những việc này, do này cũng bất cập, cực kỳ bất cập, vướng mắc. Vấn đề thứ tư là cần rà soát cái hệ thống cơ quan để thực hiện cái công tác hỗ trợ nạn nhân. Rồi hai nữa là đào tạo, rồi bồi dưỡng nâng cao trình độ của lực lượng chuyên trách trong công tác. Nói chung là các đồng chí bây giờ tôi đi nói chuyện rất nhiều về ma túy cũng thấy có đồng chí đi, rồi trộm cũng có đồng chí đi, rồi mua bán người có đi, không biết là về những việc mình tuyên truyền cái gì, không biết là nó vào được đầu bao nhiêu xong rồi mình nói lại được bao nhiêu. Cho nên là cái này cũng phải có lực lượng chuyên trách. Trong đó cái lực lượng chuyên trách về cái này thì cũng còn đỡ, thì chủ yếu xuống các bác là chủ yếu là thống kê danh sách thôi, chứ còn bây giờ vào nhà cái thằng HIV thì thôi các chú đâu, các chú đi cùng tôi, nó con chú cùng tôi thì tôi cứ lên danh sách thôi, nhưng mà vẫn có chữ ký của nó ở trong đấy, nó khó khăn thế. Cho nên là cái này thì cái đội ngũ ở cơ sở. Vấn đề thứ năm là phải thường xuyên đánh giá các cái văn bản, thì cái này thì chúng ta đã thống nhất rồi. Vấn đề thứ sáu là cái tổng kết, rồi rút kinh nghiệm và chỉ đạo. Và cái tuyên truyền này tôi mong rằng là sau khi chúng ta như vậy là cái tháng về ma túy là chúng ta thực hiện rất nhiều các cái kế hoạch từ các ban ngành, từ lực lượng công an, thì tôi mong rằng những cái tháng như này chúng ta sẽ tổ chức nó. Nếu 30 tháng 7 thì chúng ta chọn tháng 7 hay tháng 8, và từ lúc đó chúng ta chọn ngày này, sau ngày này chúng ta mới triển khai, hay là hôm nay chúng ta ấy, thì các đồng chí phải có lộ trình. Tôi nói ví dụ như riêng tháng 6 là tháng ma túy, là từ 1 tháng 6 là tất cả đã phải xây dựng kế hoạch rồi, và trong tháng đấy phải làm những cái gì rồi, và cuối tháng phải tổng kết. Thì cái này thì các đồng chí tôi làm công tác đấu tranh, rồi làm công tác tuyên truyền nhiều rồi mà. Nếu mà tuyên truyền nó chỉ không thôi thì nó ví dụ như ngày 19 tháng 8 như vậy là cả một cái chuỗi ngày để toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, từ bắt đầu triển khai đến khi mà chúng ta kết thúc cái ngày đấy mà chúng ta làm được. Làm sao như các đồng chí bảo là ngày hôm nay thì chúng ta một cái cờ, sau đến ngày mai chúng ta 4 cái cờ, sau đến ngày 30 tháng 7 chúng ta cắm 10 cái cờ về cái liên quan đến mua bán người, thì cái chất lượng nó sẽ nâng lên và hình thức nó được thể hiện ra bên ngoài khi nói ra một cái như vậy. Nó cũng như các cái kỳ đại hội chúng ta phải tổ chức, phải tuyên truyền. Vấn đề thứ 7 là phải tổ chức cái công tác đấu tranh với các loại tội phạm này, từ công an thành phố rồi công an huyện rồi lực lượng công tác làm công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, phải làm tốt công tác đấu tranh, từ đó chúng ta mới làm giảm được cái tội phạm này. Kính thưa các đồng chí, được sự phân công của các đồng chí trong ban tổ chức thì tôi thay mặt cho lực lượng công an huyện, thứ nhất là chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã trong đó có trong cái năm qua này, các đồng chí đã giúp đỡ cho lực lượng công an huyện chúng tôi hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Và thông qua cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay, chúng tôi mong rằng từ cái nhận thức này gắn với công tác phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn chúng ta hiện nay, các cái loại tội phạm hiện nay đang nhức nhối, một là trộm cắp ở trong nhà dân và trộm cắp xe máy ở địa bàn công cộng hiện nay đang diễn biến có dấu hiệu phức tạp. Thứ hai nữa là tội phạm liên quan đến gây thương tích, các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân liên quan đến tranh chấp đất đai, liên quan đến mâu thuẫn gia đình, liên quan đến những cái tranh chấp tài sản. Vấn đề thứ ba là các cái loại tội phạm liên quan đến các hoạt động tín dụng đen, có dấu hiệu của tín dụng đen đang len lỏi vào các cái thôn xóm. Vấn đề thứ tư là cái tình hoạt động của tội phạm cờ bạc. Xin nói cho các bà này, tình hình cờ bạc liên quan đến cái lại là ở nhà quê thì cứ có dỗ, có lễ, có Tết là các nghĩa là bình thường. Thế nhưng mà kéo dài, gọi là đón trước một ngày và đón sau một tuần là như thế là vi phạm pháp luật. Thứ nhất là cũng không có thời gian để đi làm, thứ hai nữa là cũng không có tiền đâu, rồi đánh bạc nó sẽ gây ra rất là nhiều. Vấn đề thứ năm là cái hoạt động của tội phạm về ma túy. Hiện nay cùng với tốc độ đô thị hóa thì cái ma túy heroin thì hiện nay nó đang giảm dần, nhưng mà cái ma túy tổng hợp thì hiện nay nó đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều thành phần và đặc biệt là giới trẻ. Cho nên là mong rằng các ông các bà thông qua các buổi tuyên truyền, thông qua cái công tác phát động của chúng để các đồng chí, các ông các bà tuyên truyền nhắc nhở đầu tiên ở trong gia đình, sau đó đến cái chi hội của mình, đến thôn xóm của mình để làm sao góp phần trật tự trên địa bàn. Cuối cùng một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Long, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các cán bộ hội viên phụ nữ, qua chương trình truyền thông tối hôm nay, ban tổ chức cũng mong muốn mỗi chúng ta sẽ góp phần truyền thông rộng rãi trong cộng đồng để bản thân mình và những người xung quanh không bao giờ trở thành nạn nhân của các vụ phạm tội. Thay mặt ban tổ chức, xin được kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, xin được cảm ơn các bác, các chị, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, và thay mặt ban tổ chức xin được kết thúc chương trình truyền thông tối hôm nay tại đây.